Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Làng nghề báo đáp, làm đèn ông sao ở xã Hồng Quang, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định. Giám sát nông nghiệp bằng camera, mô hình mới giúp quản lý người sản xuất và bảo vệ lợi ích người tiêu dùng. Hưng Yên hỗ trợ trên 52 tỷ đồng mua bảo hiểm y tế cho hộ nghèo. Bắc Ninh thua lô đề, một phụ nữ tự hiện trường giả nhảy cầu hồ tự tử. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, còn gần chục ngày nữa mới tới Tết Trung Thu, nhưng từ cách đây gần một tháng, hoạt động sản xuất của làng nghề làm đèn ông sao báo đáp ở xã Hồng Quang, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định đã trở nên nhộn nhịp với các đơn hàng cho Tết Trung Thu. Khác với mọi năm, năm nay đèn ông sao của làng nghề báo đáp đắt hàng làm không kịp bán. Làng nghề báo đáp có 7 thôn với khoảng 1.000 hộ, thì có tới 300 hộ làm đèn ông sao truyền thống. Trong làng, từ các cụ già đến những em nhỏ mới 7-8 tuổi cũng có thể tự làm hoàn chỉnh một chiếc đèn ông sao. Theo các cụ cao niên trong làng, nghề làm đèn ông sao tại làng báo đáp đã có từ lâu đời và được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Đèn ông sao được chia làm nhiều loại, có đường kính từ 30cm đến 50cm. Loại to đại làm theo đơn đặt hàng. Trung bình mỗi người thợ có thể làm được từ 100 đến 150 chiếc đèn ông sao một ngày, với thu nhập bình quân từ 150.000 đến 200.000 đồng một ngày. Nhờ đó, đời sống của nhiều hộ gia đình khấm khá hơn. Thời điểm này, các hộ trong làng đang tất bật hoàn thiện để kịp giao cho khách. Mỗi năm, làng nghề làm đèn ông sao báo đáp xã Hồng Quang, huyện Nam Trực cung cấp cho thị trường cả nước hàng triệu chiếc đèn ông sao để phục vụ cho các em nhỏ đón Tết Trung Thu. Tuy được coi là nghề phụ, nhưng từ nhiều năm nay, thu nhập từ nghề làm đèn ông sao đã trở thành một trong những nguồn thu nhập chính của nhiều gia đình nơi đây. Việc bảo tồn và phát triển làng nghề không chỉ tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người dân mà còn góp phần đảm bảo an sinh xã hội cho địa phương. Nhờ xử lý chăm sóc nhãn đúng kỹ thuật, giải vụ ra làm các trà nhãn sớm, trà chung và nhãn muộn, nên vụ nhãn năm nay, gia đình anh Vũ Khánh Toàn ở thôn Hải Yến, xã Hải Triều, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên đã thu được trên 7 tấn nhãn và bán được giá cao. Hiện nay anh đang tập trung thu hoạch nhãn trà muộn còn lại. Vườn nhãn của gia đình anh Toàn có diện tích 1,5 mẫu với hơn 160 cây gồm 3 giống nhãn chủ yếu là Hương Chi, nhãn Khoai Châu, nhãn T2. Ngay khi vừa thu hoạch xong vụ trước, anh chủ động xử lý chăm sóc bón phân kích thích ra hoa sớm đối với 20% diện tích, còn lại thâm canh giải vụ sang trà chung và trà muộn. Do đó, vườn nhãn của gia đình anh cho thu 1 tấn nhãn sớm, 3 tấn nhãn trà chung. Hiện nay anh đang thu nhãn chín muộn. Sản lượng ước đạt trên 3 tấn với giá bán dao động từ 35.000 đến 60.000 đồng một kg. Trừ chi phí vụ nhãn năm nay, gia đình anh thu lãi trên 200 triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, từ trước tới nay chúng ta thường nghe thấy cụm từ phạt nguội đối với những hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông. Và tới đây phạt nguội cũng sẽ được nhắc đến trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp. Với việc gắn camera giám sát quá trình sản xuất, những hộ nông dân vi phạm về chất lượng nông sản và an toàn thực phẩm cũng sẽ bị phạt nguội. Đây là lĩnh vực mới trong lĩnh vực này, nhưng cũng có thể trở thành xu hướng để bảo vệ lợi ích của cả người sản xuất lẫn người tiêu dùng. Đây là trạm thiết bị hỗ trợ quản lý sản xuất tại đồng ruộng, trong đó tích hợp 4 camera độ phân giải cao. Cụm camera này có thể bao quát ở bán kính 500m và quản lý trên diện tích 20 ha xung quanh trạm. Mọi hoạt động sản xuất của các hộ nông dân trong phạm vi này đều được ghi hình và dữ liệu được lưu trong 30 ngày. Từ ngày có camera giám sát tự động, gia đình anh Trường cũng như nhiều hộ dân khác thuộc hợp tác xã rau quả Trúc Sơn thuộc huyện Chương Mỹ, Hà Nội đã thay đổi tập quán sản xuất cũ. Trước đây kiểu là dân của mình đây thì vẫn là làm theo cái lối truyền thống ấy. Cho nên là nhiều lúc là vẫn cứ kiểu theo cái kiểu phong trào là cứ nhìn thấy ruộng của mình mà hơi xấu xấu, non non một tí. Là cứ lại rắc bừa rắc thì vài tí phân đạm mà cho nó xanh nó tốt, nhưng mà từ lúc có kỹ sư cũng như là làm theo hướng dẫn của hợp tác ấy, với cả cái điều hành từ xa qua camera thì nông dân nó tuân thủ hoàn toàn theo ấy, cho họ không còn để làm kiểu bừa bãi như ngày trước nữa. Theo đại diện hợp tác xã, để rau quả có đầu ra ổn định, bán được giá cao thì các hộ dân phải tuân thủ nghiêm ngặt những quy định tiêu chuẩn theo Việt Gáp. Và để giám sát việc bà con có tuân thủ hay không thì một hai kỹ sư không thể kiểm soát hết được, mà nhờ dữ liệu ghi lại từ camera để phát hiện những hộ vi phạm để có căn cứ xử phạt.
qua cái trạm Imetot này thì chúng tôi có một hệ thống camera giám sát thì sẽ quản lý được toàn bộ cái vùng rau. Là khi bà con nông dân mà không chấp hành thì chúng tôi sẽ có một cái kỷ cương, kỷ luật riêng với bà con nông dân. Là một là khai trừ ra khỏi thành viên của hợp tác xã, hai là cái sẽ có một cái chế tài để phạt các cái hộ làm sai quy định quy cách sản xuất rau Việt Gáp. Những hộ nào mà bị dương tính với chất cấm thì hầu như là phải hủy hết mà bị phạt hoàn toàn đến 50% sản lượng rau. Phạt như thế là rất nặng. Phạt rất nặng đấy, có những nhà đã khởi điểm những đầu đã bị vài chục triệu. Và đây là siêu thị điểm đến của những mớ rau được giám sát sản xuất bằng camera. Ở đây người tiêu dùng chỉ cần dùng điện thoại có ứng dụng truy xuất nguồn gốc để quét tem dán trên mớ rau, toàn bộ thông tin quy trình sản xuất, địa điểm sản xuất sẽ được hiển thị. Những cái rau ở trong siêu thị mà dùng điện thoại để quét được mã thì rõ ràng chắc chắn yên tâm khi giá thành người ta không quan tâm, nhưng mà yên tâm hơn ở chợ là người tiêu dùng cảm thấy là an toàn. Khi mà quét những cái mã này thì em biết được nguồn gốc của những cái mớ rau này được sản xuất ra như thế nào nên là em cảm thấy rất là yên tâm với cả chất lượng sản phẩm. Các chuyên gia cũng nhận định khi biết được sản phẩm mình được mua làm ra như thế nào thì người tiêu dùng sẽ tăng niềm tin vào người sản xuất. Một sản phẩm minh bạch thì phải có đầy đủ thông tin. Trước đây chúng ta dùng nhật ký giấy thủ công để ghi chép thì bây giờ dùng nhật ký điện tử. Và cái này có thể là kiểm chứng được, đánh giá được là theo thời gian thực. Chứ không phải là hết một đợt rồi mới là đi ký vào cái sổ nhật ký ấy. Sau cuối cùng mới là đem sổ nhật ký để chia cho mọi người đây, tôi làm đây là sạch. Không ai kiểm chứng được. Mà bây giờ bằng cái công nghệ thì chúng ta có thể khắc phục được cái đó và để bảo đảm cái niềm tin của thị trường, của người tiêu dùng đối với sản phẩm an toàn của chúng ta sản xuất ra. Rõ ràng công nghệ hiện đại nói chung và ứng dụng camera nói riêng vào giám sát quy trình sản xuất đã mang lại lợi ích cho cả người nông dân và người tiêu dùng. Ngành nông nghiệp rất cần mở rộng những diện tích sản xuất được giám sát bằng công nghệ tự động, giống như ngành giao thông, giáo dục hay bất cứ lĩnh vực nào khác. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã được Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua. Làm thế nào để sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, trụ sở làm việc của các đơn vị sau khi sắp nhập xã là một trong những vấn đề được các địa phương đặc biệt quan tâm. Đây là trụ sở xã Ninh Thành hiện nay. Khi nhập hai xã Ninh Thành và Tân Hương, trụ sở xã mới Tân Hương sẽ được đặt tại đây vì có vị trí thuận lợi hơn. Trong khi trụ sở xã Tân Hương hiện nay có diện tích chật chội và hội trường thì đã xuống cấp. Tương tự như vậy, huyện Ninh Giang đã chọn trụ sở làm việc của các xã Hồng Thái, Hưng Thái, Văn Hội, Hoàng Hanh, Ứng Hòe hiện nay để làm trụ sở của các xã mới. Đây đều là những vị trí phù hợp và thuận lợi cho người dân. Đơn cử như xã Ứng Hòe mới sẽ được thành lập trên cơ sở nhập 3 xã Ứng Hòe, Ninh Hòa và Quyết Thắng. Mặc dù xã Quyết Thắng vừa về đích nông thôn mới, cơ sở vật chất khang trang, nhưng vì là vị trí không phù hợp nên phương án đã được thống nhất lựa chọn đặt trụ sở xã mới tại xã Ứng Hòe, trong khi trụ sở vừa mới xây xong chưa hoàn thiện, còn thiếu hội trường. Hiện nay cái hội trường trung tâm ấy thì hiện nay là chưa xây dựng được. Nên như vậy sau này mà ba xã dồn lại thành một xã để hoạt động thì nó sẽ gặp khó khăn. Nên rất là mong nhà nước cấp trên xem xét hỗ trợ địa phương. Việc lựa chọn trụ sở làm việc ở đơn vị hành chính mới đều đã được thống nhất trong quá trình hoàn thiện đề án sắp xếp. Nhưng hầu hết các địa phương đều chưa biết sẽ sử dụng các trụ sở làm việc hội trường dôi dư như thế nào cho hiệu quả khi nhập xã. Vấn đề đặt ra là tùy vào nhu cầu và thực tế, các xã cần đề xuất phương án sử dụng phù hợp, linh hoạt. Một số nơi có thể bổ sung cho trường học hoặc bố trí làm nhà văn hóa thôn, nơi sinh hoạt cộng đồng. Ở những nơi thuận lợi giao thông có thể khai thác làm cơ sở thương mại dịch vụ. Tuy nhiên, các huyện thành phố cần rà soát tính toán và có hướng dẫn cụ thể để các xã có căn cứ áp dụng nhằm sử dụng hiệu quả nhất cơ sở vật chất, trụ sở khi thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh. Dân vận khéo để huy động sức mạnh tổng hợp trong phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, thu nhập cho đoàn viên thanh niên là mục tiêu mà huyện đoàn Nho Quan tỉnh Ninh Bình tích cực triển khai trong thời gian qua. Với cách làm từng bước vận động chọn địa điểm, chỉ đạo mô hình gắn với kiểm tra giám sát thường xuyên, huyện đoàn cùng với Ban chấp hành Đoàn Thanh niên xã Phú Lộc đã xây dựng thành công mô hình Tổ hợp tác thanh niên nuôi thủy sản Phú Lộc, mở ra cơ hội làm giàu cho các đoàn viên thanh niên trên chính mảnh đất quê hương.
Trước đây cánh đồng ruộng 18 hecta này, người dân chỉ cấy một vụ lúa, thời gian còn lại một vài hộ thả cá với quy mô nhỏ. Qua khảo sát, huyện đoàn Nho Quan cùng ban chấp hành đoàn thanh niên xã Phú Lộc nhận thấy đây là vị trí thuận lợi để phát triển mô hình lúa cá với quy mô lớn, và để thực hiện thì cần có sự liên kết nhiều thành viên. Từ thực tế đó, ban thường vụ huyện đoàn Nho Quan cùng đoàn thanh niên xã tổ chức tuyên truyền về mục đích ý nghĩa của kinh tế tập thể, tạo điều kiện nguồn vốn vay ưu đãi cho 3 thành viên được vay với tổng nguồn vốn là 200 triệu đồng, đồng thời tổ chức các đợt tham quan học tập kinh nghiệm, đặc biệt là phối hợp với Trung tâm Giống Thủy sản Nước ngọt Ninh Bình, tư vấn, hướng dẫn kỹ thuật từ khâu cải tạo ao nuôi đến khâu chọn giống, chăm sóc và phòng chống bệnh. Hiện nay mô hình đang phát huy hiệu quả, các con nuôi sinh trưởng và phát triển tốt, năng suất và giá trị cao hơn so với trước kia. Xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Ban tổ chức lễ hội mùa thu Côn Sơn Kiếp Bạc đã họp để triển khai kế hoạch tổ chức lễ hội mùa thu Côn Sơn Kiếp Bạc năm 2019. Cuộc họp đã nghe Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh công bố quyết định thành lập ban tổ chức lễ hội và các tiểu ban giúp việc, đồng thời nghe Sở Văn hóa Thể thao Du lịch trình bày dự thảo kế hoạch tổ chức lễ hội mùa thu Côn Sơn Kiếp Bạc năm nay. Theo đó, các hoạt động của lễ hội sẽ diễn ra từ ngày 8 đến ngày 18 tháng 9, tức ngày 10 đến ngày 20 tháng 8 âm lịch, gắn với tưởng niệm 719 năm ngày mất của anh hùng dân tộc Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, 577 năm ngày mất của anh hùng dân tộc danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi, tiếp tục tuyên truyền quảng bá về giá trị nhiều mặt của quần thể di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn Kiếp Bạc. Lễ hội năm nay sẽ tiếp tục được tổ chức với quy mô, nhiều nghi trình nghi lễ được nâng cấp. Điểm nhấn là lễ tưởng niệm quốc công Tiết Chế Trần Hưng Đạo cùng lễ hội quân trên sông Lục Đầu, thể hiện sức mạnh của quân dân Đại Việt và hào khí Đông A, được tổ chức bên đê sông Lục Đầu và truyền hình trực tiếp trên kênh sóng của Trung ương và địa phương. Các hoạt động phong phú của lễ hội được tổ chức tại khu vực Côn Sơn và Kiếp Bạc theo đúng truyền thống văn hóa dân tộc và đảm bảo những nét riêng của mỗi di tích. Đối với những bậc cha mẹ đang có con chuẩn bị bước vào lớp 1 sẽ có những trăn trở lo lắng nhất định như làm thế nào để lựa chọn cho con một ngôi trường phù hợp, giúp con có thể hòa nhập với bạn bè, tránh được những rụt rè ban đầu. Sau đó, việc trang bị những kỹ năng cho trẻ là điều rất cần thiết. Nếu ở bậc mầm non, hoạt động chủ đạo là vui chơi thì đến lớp 1 sẽ là tập trung vào việc học tập. Sự khác biệt này đòi hỏi trẻ cần có thể chất, ngôn ngữ, giao tiếp và nhận thức nhất định, giúp các em hoàn thành tốt chuẩn kiến thức, kỹ năng cơ bản tối thiểu. Do vậy, cha mẹ cần chuẩn bị tâm lý thật tốt để con không bị bỡ ngỡ trước một môi trường hoàn toàn mới. Và các nhà trường cũng sẽ đồng hành cùng với các con trong việc giáo dục. Đối với học sinh lớp 1 thì kỹ năng sống có vai trò vô cùng quan trọng trong các hoạt động học tập, vui chơi, làm quen, giao tiếp. Và kỹ năng tự phục vụ đối với các em. Bởi vậy cho nên đây là một bước ngoặt của các em khi đến trường. Là giáo viên chủ nhiệm thì chúng ta cần phải gần gũi với học sinh và hướng dẫn thật tỉ mỉ cho học sinh và khuyến khích động viên các em tự làm. Tuyệt đối chúng ta không được làm thay các em, và từ những cái nhỏ nhặt nhất là thấy sự tiến bộ của các em thì chúng ta phải khuyến khích động viên các em. Từ đó các em sẽ tự tin bước vào năm học mới mà không có gì là bỡ ngỡ cả. Ngoài việc tạo tâm lý cho con thì việc chuẩn bị đầy đủ sách vở, đồ dùng, tạo điều kiện cho con có chỗ học tập yên tĩnh, thoáng mát, đủ ánh sáng, giúp con xây dựng thời gian biểu hợp lý là những điều các bậc phụ huynh cần lưu ý. Bên cạnh đó, việc trao đổi với con những điều vui vẻ, thú vị sắp được học ở lớp 1 như những người bạn mới, những giờ học hát, học thể dục để tạo sự hứng khởi, sự khát khao được đến trường, để con thấy rằng việc học không hề khó mà rất thú vị. Có lẽ sẽ là những hành trang cần thiết, là chiếc chìa khóa mở cánh cửa tương lai cho bé vào đời. Hướng tới bảo hiểm y tế toàn dân để người dân được tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cơ bản, tỉnh Hưng Yên đã có nhiều chế độ chính sách hỗ trợ khuyến khích người dân mua bảo hiểm y tế. Trong đó, chính sách hỗ trợ người nghèo, cận nghèo mua bảo hiểm y tế đã và đang được các cấp các ngành liên quan đẩy mạnh thực hiện. Chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay, tỉnh đã trích ngân sách 52 tỷ đồng, hỗ trợ gần 19.000 người nghèo, trên 25.000 người cận nghèo và 42.400 người thuộc hộ nông nghiệp có mức sống trung bình mua thẻ bảo hiểm y tế. Trong đó, người nghèo và người cận nghèo được tỉnh hỗ trợ 100% tiền mua thẻ bảo hiểm y tế. Người thuộc hộ nông nghiệp có mức sống trung bình được hỗ trợ 60% số tiền mua thẻ bảo hiểm y tế.
việc tỉnh hỗ trợ kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng có ý nghĩa rất quan trọng, không chỉ giúp họ vơi bớt khó khăn khi không may mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh mãn tính phải điều trị lâu dài, mà còn góp phần đảm bảo công tác an sinh xã hội, giảm tỷ lệ hộ nghèo, nhất là ở các vùng nông thôn trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chủ đề Bắc Ninh hành động vì môi trường sạch, thời gian qua các cấp hội phụ nữ huyện Tiên Xu đã tích cực hưởng ứng thông qua nhiều mô hình thiết thực ý nghĩa. Trong đó, mô hình 4 trong 1 được triển khai thí điểm tại thôn Văn Trung, xã Tân Chi đã nhận được sự đồng tình hưởng ứng của đông đảo chị em phụ nữ và nhân dân địa phương, góp phần làm sạch đường, sạch ngõ, đảm bảo an toàn thực phẩm và nâng cao nhận thức của người dân. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Để thuận tiện cho nhân dân trong việc phân loại rác, bảo vệ môi trường, hơn 50 chiếc thùng rác được chia thành hai loại vô cơ và hữu cơ, được chi hội phụ nữ thôn Văn Trung bố trí hợp lý ở dọc tuyến đường chính và khu vực công cộng trong thôn. Mô hình 4 trong 1 được thực hiện điểm tại thôn Văn Trung có các nội dung chủ yếu gồm làng phụ nữ kiểu mẫu, làng ba sạch, làng phụ nữ phân loại xử lý rác tại gia đình, làng phụ nữ bảo đảm an toàn thực phẩm từ sản xuất trồng trọt chăn nuôi, chế biến, tiêu dùng thực phẩm an toàn và đảm bảo vệ sinh, qua đó phát huy vai trò của phụ nữ và tổ chức hội trong bảo vệ môi trường, đảm bảo an toàn thực phẩm và nâng cao các tiêu chí nông thôn mới ở địa phương. Thực hiện đề án của Bộ Công an về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo hướng tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở. Thời gian qua, Công an tỉnh Hưng Yên đã tập trung lựa chọn những cán bộ công an đủ năng lực về chuyên môn nghiệp vụ, luân chuyển và bổ nhiệm làm trưởng phó công an các xã, qua đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại các địa phương. Đến thời điểm này, huyện Quế Châu điều động 82 công an chính quy về làm trưởng và phó trưởng công an viên của 25 xã thị trấn. Đây là địa phương đầu tiên trong toàn tỉnh hoàn thành đề án bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã thị trấn. Qua đợt đầu được điều động về huyện Quế Châu, từ đầu năm đến nay cho thấy, công an chính quy có kinh nghiệm về quản lý và xử lý những vấn đề phát sinh tại địa bàn. Việc bố trí lực lượng này tại các xã thị trấn là giải pháp quan trọng nhằm tăng cường bám sát cơ sở, kịp thời phát hiện các vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp nảy sinh trong nhân dân, tham mưu cho cấp ủy chính quyền xử lý dứt điểm, không để phức tạp kéo dài. Bước đầu có chuyển biến tích cực về an ninh trật tự, tệ nạn, trộm cắp đã giảm. Kinh doanh thua lỗ, nợ nần sau chơi lô đề và không có khả năng chi trả. Đoàn Thị Thương, 37 tuổi, ở thôn An Động, xã Lạc Vệ, huyện Tiên Xu, tỉnh Bắc Ninh, đã dựng lên câu chuyện nhảy cầu tự tử gây xôn xao dư luận trong thời gian gần đây. Để lại lá thư tuyệt mệnh cho chồng con. Dựng xe máy trên cầu hồ, cùng tờ giấy nhắn nhờ gọi đến số điện thoại của chồng. Bắt xe đi Hà Nội, rồi về khu công nghiệp Yên Phong, thuê nhà trọ ở. Đoàn Thị Thương đã dựng lên vụ nhảy cầu tự tử giả hoàn hảo khiến gia đình đau xót, dư luận xã hội hoang mang và các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh vất vả tìm kiếm. Và từ đầu năm đến giờ là tại địa phận cầu hồ là đã xảy ra rất nhiều vụ việc. Có người nhảy cầu hồ tự tử, trong đó có những vụ đã gây dư luận xấu trong và gây mất an ninh trật tự tại địa phương. Thì lực lượng công an huyện đã cùng phối hợp với các lực lượng khác như lực lượng cảnh sát giao thông, lực lượng cứu nạn cứu hộ tiến hành khẩn trương và truy tìm tung tích nạn nhân cũng như là thi thể nạn nhân nếu có, thì qua xác định là không thấy có đối tượng này không phải là người cầu hồ tự tử mà đã bỏ đi nơi khác. Do đó chúng tôi đã tiến hành truy tìm, thông báo truy tìm trên toàn quốc. Đến nay là đối tượng đã trở về địa phương và chúng tôi đã làm việc để xác định rõ được cái nguyên nhân mà đối tượng tạo lên cái sự việc nhảy cầu hồ tự tử giả. Việc công an huyện Thuận Thành nhanh chóng xác minh rõ vụ việc xảy ra đã góp phần trấn an dư luận, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Tại cơ quan cảnh sát điều tra, Đoàn Thị Thương đã kể lại toàn bộ quá trình dựng lên vụ nhảy cầu tự tử giả của mình. Thì tôi chơi bời nợ nần nhiều, không muốn làm khổ chồng con, tôi nghĩ đến cái chết. Đi xe ăn cầu tôi để lại chiếc xe đấy, viết giấy kẹp vào yên xe, nhờ người gọi điện cho chồng. Sau khi tôi nghĩ để số nợ để cho chồng một mình ra, thì bao giờ đã hết. Thì tôi phải sống nữa, tôi không làm trả nợ. Lúc đấy giờ tôi viết giấy nhắn tin rồi thì tôi xấu hổ không dám về nhà. Tôi đi mấy hôm thì
quay về. Tự tử không phải là cách để giải quyết chuyện của bản thân. Giả tự tử còn đáng trách hơn nữa. Qua vụ việc trên, mỗi cá nhân khi có những mâu thuẫn hay bế tắc trong cuộc sống nên chia sẻ với người thân để tìm cách giải quyết, không nên có những hành động dại dột gây ảnh hưởng đến bản thân, gia đình và những người xung quanh. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.